Đường sụt lún, nứt toác thành hố sâu sau mưa lớn tại Đắk Lắk. Sau đợt mưa lớn kéo dài, xuất hiện tình trạng mặt đường sụt lún, nứt toác tại huyện Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk. Ngày 3 tháng 7, ông Lê Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết, Cục Đường bộ Việt Nam, đơn vị quản lý tuyến đường tránh Ea Leo đã phối hợp địa phương đặt biển cảnh báo tại khu vực có sạt lở do mưa lớn kéo dài trên tuyến đường này. Theo ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, thời gian qua các nhà thầu tập trung sửa chữa rãnh dọc, cống ngang và mái ta luy để bàn giao hết bảo hành công trình cho đơn vị quản lý theo quy định. Tuy nhiên, các đợt mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở tại dự án tuyến tránh e Theo Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, mưa lớn khiến lượng nước từ các khu vực sườn đồi dốc trên lâm trường cao su và cà phê dồn xuống hạ lưu để chảy ra suối chính, gây xó lở tại vị trí cống ngang trên tuyến đường tránh. Đoạn đường bị sụt lún dài khoảng 20-25m, tạo thành hố sâu. Bờ kè hai bên đường cũng bị nước mưa xói mòn làm trôi đất đá, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, mất an toàn cho người tham gia lưu thông. Ban quản lý dự án bố trí rào chắn, biển báo, đèn tín hiệu cảnh giới các phương tiện tham gia lưu thông trên tuyến được an toàn, xử lý các vết nứt chống nước mưa ngấm xuống nền đường gây sạt lở tuyến. Đồng thời, yêu cầu tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và nhà thầu huy động thiết bị nhân lực vào hiện trường, sửa chữa lại cống bị hư hỏng, đào bỏ toàn bộ phần nền móng mặt đường để thi công lại nền đường lớp móng cấp phối đá răm và thảm lại mặt đường bê tông nhựa theo thiết kế đã được phê duyệt